Hello, xin chào các bạn nha. Và mình là Gaming đây. Ok, từ ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với xe độc và lạ ha. Thì ở tập này mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một con xe mới đó nha. Con xe này độc và lạ không kém gì con chiến tăng phun lửa đâu các bạn. Thì con xe này dáng ở trên của nó là dáng limousine nha. Nhưng mà nó được độ lên một bộ gầm rất là cao luôn các bạn. Bánh rất là to luôn nha. Con xe này mà mình đem đi upgrade thì mình nghĩ rất là ok luôn. Và hiện tại đây thì mình có 3 phiên bản ha. Phiên bản đầu tiên thì nó rất là gai góc các bạn. Đó, nhìn nó ngầu ghê luôn. Nó máng theo mấy cái giáo, cái cuốc nè. Thêm cái đầu con dê nữa các bạn. Mình không biết là công dụng của đó là gì luôn á. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản luxury nha. Đây, con này thì nhìn nó sang hơn các bạn ơi. Con này thì nó hình như là mạ vàng nè. Đây các bạn nhìn. Gai mạ vàng ha, ống bô mạ vàng, vành xe mạ vàng luôn. Còn phiên bản thứ ba thì mình gọi là phiên bản tất cả hoa nha, phiên bản 7 màu đó các bạn, màu mè qua lá hẹ. Và ở đằng sau của mỗi chiếc xe nó chở thêm mấy cái thùng gì nữa các bạn ơi, mình không biết luôn á. Cái này thì mình nghĩ nó không phải là lon nước ngọt đâu các bạn, tuy nó ghi là cola nhưng mà mình nghĩ có thể là thùng dầu hoặc cái gì ha, nó độ lên mà. Còn phiên bản thứ hai thì nó chở thêm mấy cái thùng này thì mình nghĩ là chất đựng vàng bạc kho báu quá, luxury mà các bạn. Và phiên bản thứ nhất thì nó có một cái gì rất là lạ luôn các bạn. Hồi nãy mình mới để ý ra nè. Đó các bạn thấy không? Một bộ xương người chết khô. Lúc đầu á, thì mình tưởng nó là bộ xương của con chó hay là con trâu con bò ha. Mình không có để ý. Nhưng mà mình chạy thử một vòng á, rồi mình xem lại mình mới để ý là bộ xương này là bộ xương người đã chết khô luôn các bạn. Vãi mấy thanh niên chưa? Không biết nhốt người ta làm sao mà để cho người ta chết khô luôn mới ghê. Ok thì bây giờ mình sẽ lấy cái con phiên bản đầu tiên này mình đi quẩy ha, một chút xíu nữa mình sẽ lấy con phiên bản thứ hai và con phiên bản thứ ba. Thì mỗi phiên bản nó sẽ sử dụng súng khác nhau nha các bạn. Con này thì súng nó bắn ra đạn thường nè, đạn MG thôi. Còn con thứ hai thì nó sẽ bắn ra đạn laser nha. Con thứ ba thì nó bắn ra đạn thường các bạn. Con thứ ba này mình nghĩ là mình chỉ test sơ thôi. Chiếu là mình sẽ test con đầu tiên và con thứ hai nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên con phiên bản đầu tiên đi các bạn. Phiên bản gai góc, phiên bản bộ xương người. Con xe này nếu như các bạn muốn lấy ra các bạn chơi, các bạn dọc cũng được nữa. Nhưng mà các bạn phải sử dụng bản trên Steam nha, bản mua. Rồi các bạn sử dụng bản mod Symbol Trainer. Nhưng mà bản mod Symbol Trainer phải là bản mới nhất nha các bạn. Phiên bản cập nhật năm 2020 mới lấy ra được nha. Bản Manual thì các bạn lấy ra sẽ có, nhưng mà đâu đó tầm khoảng 5 đến 10 giây thì con xe này nó sẽ tự động nó mất. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách lấy con xe này ra nha. Các bạn chọn vô cái phần Vehicle Spawning nè. Sau đó các bạn kéo xuống dòng Offroad nha. Đây. Con xe này nó tên là tên dài quá các bạn ơi. Benefactor Apocalypse gì nè các bạn. Bruiser nè. Đó. Có 3 phiên bản nha. Cái phiên bản này là phiên bản đầu tiên nè. Đây là phiên bản thứ hai. Và đây là phiên bản thứ ba. Đó. Các bạn có thể dùng bản mod này lấy ra. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử với mấy thanh niên tập tạ đi. Mình thấy các bạn đang tập tạ các bạn. À, hết đất kìa, hết đất kìa. Hết đất. Ui, 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 trời ơi. Lỡ trúng bà chị rồi. Phải chưa? Mình nghĩ là con xe này nó sử dụng mấy dụng cụ này các bạn. Giống như là ở trong bộ phim Mad Max con đường cần nộ ha. Có nghĩa là sẽ có một số thanh niên đứng đu và cầm mấy cái lao nè. Phóng lên ta. Cũng có thể là nó trang trí cho đẹp nữa. Mình cũng không biết nữa các bạn. Nhưng mà nhìn nó hơi bị dị hợm á. Đó. Ấy trời ơi anh trai ơi, có sao không vậy? Lỡ đụng trúng rồi. À không sao các bạn ơi, không sao hết. Ta chụp hình kìa. Đấy các bạn, bây giờ mình sẽ thử cái súng này cho các bạn xem ha. Nhưng theo mình đánh giá là khẩu súng này nó khá là cồ luôn các bạn. Nó không bằng khẩu ba nòng đâu. Nó giống như là một khẩu MG loại thường thôi. Hơi kẹt đâu vậy? Để mình chạy đây mình quẩy một vòng ha. Chào anh trai. Trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ thử cái lượng đam của nó các bạn. Có con container đây nè. Trượt bạch này các bạn, để mình sẽ thử coi. À cũng được thôi các bạn. Nó không mạnh bằng 6 nòng đâu. Với lại mình thấy cái tâm của nó khá là giật luôn nha. Các bạn coi nè. Ở chỗ này thì mình test chưa được đâu. Để mình kiếm con xe nào đứng yên á. Các bạn chú ý vào cái tâm của nó nha. Phía trước mình thấy một con xe màu đen kìa. Đó. À không giật các bạn ơi. Đó ok. Hồi nãy mình vào mình bắn thử một vòng. Sao mình thấy nó giật lắm mà ta.
cái giật văng lên trời luôn á. Sao bây giờ nó ngay nè. Á, à, vậy là ngon lành, vậy là ngon lành. Hồi nãy mà mình test thì nó giật lắm nha. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó khá là ok luôn các bạn. Sao mấy anh cảnh sát? Mấy anh cảnh sát muốn kiếm chuyện với em hả? Rồi, bây giờ mình sẽ đem nó xuống đường cao tốc để xem độ ủi của nó như thế nào ha. Ôi, được đó các bạn ơi, được đó, được đó. Mình thấy mới ủi nhẹ một phát thôi mà con xe cảnh sát nó lộn mấy chục vòng rồi. Ngon lành luôn. Nào công ty nơi. Rồi các bạn coi nè. Ngon lành à. Tự động ủi vào mình, tự động lật, rồi tự động xỉu luôn. Ôi, con xe này mà lấy đi làm phi vụ trụ đô cũng rất là ok luôn đó các bạn ơi. Rồi, ý, cái gì vậy? Nào. Ủa, cho nó ủi cái gì mà nó lộn lên mấy chục vòng vậy ta? Rồi các bạn, bây giờ xuống cao tốc là bắt đầu đi quẩy nè. Một con xe thì mình quẩy trong vòng từ 5 đến 10 phút thôi nha. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta có đến 3 con xe rồi các bạn. Đó, đấy, trời ơi. Ngon lành luôn, ngon lành luôn. Không thua gì con... Đấy, tự nhiên mình quên cân ngang ta. Con gì mà cái mũi nó ủi quá nè các bạn. Tự nhiên mình lại quên tên nghe chứ. Con ram bút ghi. Đấy. Con này ủi không thua vì con ram bút ghi đâu các bạn. Rất là ok luôn nha. Đó các bạn coi kìa. Ôi. Lộn mấy chục vòng rồi nổ luôn. Đấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè, lại ở đây với mình nè, lại ở đây với mình nè. Lại ở đây với mình nè. Uầy. Hơi bị rồ luôn các bạn ơi. Này thì chặn đường mình. Này thì chặn đường mình nè. Chặn đường mình nè. Ngon đó các bạn. Con này ủi hơi bị ngon luôn á. Cái điều là súng hơi cùi thôi. Trời trời, cảnh sát, cảnh sát. Cảnh sát với mình. Ôi ơi. Đụng một phát một con xe mô tô văng lên đến núi luôn. Đấy. Nổ. Ngon lành, ngon lành. Ý. Khơi chừng nổ lan chúng mình bây giờ. Trời, xì khói luôn á. Cháy luôn rồi, cháy luôn rồi. Cái gì mà dừng xe lại? Nó kêu mình dừng xe lại các bạn. Trời ơi, ta đang đi quẩy vui mà mấy anh cảnh sát này kỳ quá à. Kêu em dừng lại anh chi. Kêu em dừng lại anh chi. Đây các bạn. Slow motion á. Mình biết là các bạn rất là thích xem cái này luôn nè. Đó, thanh niên kia thì xỉu rồi. Còn anh trai này sao? À. Mặt rất là tỉnh luôn các bạn. Đeo kính mát đồ ha. Này, trời ơi. Nghĩ sao mà chặn đường mình? Nghĩ sao mà chặn đường mình? Nghĩ ý. Trời ơi, con xe container. Rồi luôn, anh trai đến xỉu luôn rồi. Thấy chưa? Thôi mà mấy cảnh sát đừng có đuổi theo em, đừng có đuổi theo em mấy cảnh sát ơi. À, xe con cóc. Xe con cóc. Trời ơi. Ủi phát một xe con cóc qua tới bên kia luôn các bạn. Nào mọi người. Cái gì mà chen lắng. Mình ủi ra hết luôn nè. Đó. Rồi. Chạy đi. Chạy với mình. Chạy với mình. Này thì chạy với mình nè. Lộn mấy chục vòng luôn. Lộn mấy chục vòng luôn. Lộn mấy chục vòng luôn. Đó. Nổ rồi các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay về và mình test thử con xe thứ hai ha. Phiên bản luxury đó các bạn. Phiên bản đó thì nó sẽ sử dụng súng laser. Để mình xem thử là cái lượng đam nó như thế nào. À, hồi nãy mình quên chứ. Chỗ kia là bãi biển mình không chạy. Trời ơi, mình chạy ngược vào đây. Bây giờ phải quay lại chỗ hồi nãy nữa. Cái gì mà la làng vậy mấy anh trai? Có gì đâu. Có gì đâu. À, xỉu luôn rồi các bạn ơi, xỉu rồi. Đây, một giây trước thảm họa. Đây các bạn. Không biết cảm giác như thế nào ha. Rồi, xong phim bà chị luôn rồi. À, sen cốc nè các bạn ơi, sen cốc nè. Bài sen cốc lên luôn. Nhìn mặt hai anh trai nè. Kiểu như là vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đó các bạn. Đang đậu xe, tự nhiên con xe bay lên trời á. Không biết chuyện gì xảy ra luôn. Hai con xe mình để dưới bãi biển. Không biết có thanh niên nào chôm hay là không nữa. Né ra. Nào mọi người. Ui. Rất là ok luôn các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con xe thứ hai ha, con xe màu vàng. Con xe này mình nghĩ chắc là nó mạ vào cả mấy cái vàng đó các bạn ơi. Nguyên combo này mà mình cưa ra mình bán mình nghĩ là cũng tiền rất là nhiều luôn á. Rồi đầu ổi của nó cũng màu vàng luôn các bạn. Đấy. À, trực thăng kìa. Đó các bạn thấy không? Cái đạn laser nè. Cái đạn này thì mình nghĩ mình sẽ chỉnh buổi tối ha. Đây. Giờ này đi. Đó. Đạn này thì chỉnh vào buổi chiều như thế này các bạn mới có thể quan sát được. Buổi sáng thì trời nó sáng quá. Ôi cái gì vậy? Mấy anh cảnh sát ơi. Mấy anh đứng yên cho em bắn đi nào. Mấy anh. Đúng rồi. Trời ơi. Nào mấy anh đứng yên đi mấy anh ơi. Mấy anh đừng có chạy lung tung coi. Mấy anh chạy lung tung em bắn không có được nè. À các bạn ơi, nó có thêm một cái đường dạ quang nữa các bạn. Các bạn thấy cái lằn màu đỏ không? Đó. Phiên bản này là hơi bị xịn luôn các bạn. Nào ổn định. Ôi cái gì mà khó bắn người ta. Rồi các bạn nghe tâm rồi. Cái laser này thì nó mạnh hơn khẩu MG chút xíu nha. Để mình chỉnh cho bằng game trời tối thui xem thử như thế nào. Mình thấy nó có dạ quang là mình thích rồi các bạn ơi. Wow, dạ quang. Tắt đèn. Để mình tắt sao đi, cảnh sát nó đến phiền lắm. Chút xíu nữa mình sẽ bật sao lên sao. Đó, dạ quang luôn các bạn. Quay. Mình mới biết luôn nè. Cái phiên bản mà mình bỏ mà lúc mình chưa online các bạn, là cái bản đó nó mới cập nhật hình như là phiên bản Gunrunning á, cái phiên bản mà mình đi buôn vũ khí á, nó ra cái factory á là mình đã bỏ mình chơi online lâu rồi. Thì cái bản này là nó cập nhật sau này ha. Nên mình không biết là nó có những chiếc xe nó độc như thế này. Đúng là phải gọi là độc mà lạ luôn các bạn. Dạ quang nè ha. Đây để mình chỉnh màu xem như thế nào. Rồi. À. Cái màu đỏ là nó auto các bạn ơi. Để mình xem dòng dí đây coi. À rồi, không được rồi. Cái màu đỏ là màu nó tự nhiên rồi các bạn. Mình đổi màu không được. Hơi bị buồn nha. Hơi bị buồn rồi đó. Cái gì mà quay dữ vậy? Để mình chạy ra đằng con xe 7 màu xem như thế nào ha. Nếu như mình nghĩ những lần dạ quang này á, nó đổi thành màu xanh, màu đỏ thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà màu vàng, màu tím như đó các bạn. Nhưng mà nó chỉ có một màu cố định vậy thôi. Cũng được nhưng mà mình thích nó ấy hơn ha, nó phải nhiều màu một chút xíu thì nó ok hơn. Rồi, 5 sao lên lại. Quẩy mà các bạn. Đó. 5 sao. Rồi. Mấy anh cảnh sát ơi, xuống đây nè mấy anh cảnh sát ơi. Xuống đây nè mấy anh. Đó, chạy. Mình giống như là kẻ quý việt đó các bạn. Đang đi khủng bố thành phố nè. Cái gì mà la làng vậy mấy anh trai? Để mình kiếm con xe nữa đi các bạn. Để cho cái tâm nó cố định cái này. Đây. Ôi. Chỗ này nó khó canh quá. Rồi các bạn, nghe tâm mình nè. Đó. À nó chỉ có một lần trúng thôi các bạn. Lần kia thì nó trúng ở tên kia ha. Nhưng mà theo mình đoán thì nó cũng khá là ok luôn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ôi. Chạy đi đâu siêu xe? Chạy đi đâu siêu xe? Chạy đâu? Ui. Trời cái gì vậy? Tâm một phát là nổ luôn các bạn ơi. Tâm một phát là nổ luôn. À, Toyota Fortuner. Fortuner của bố lệ đó các bạn. Tâm một phát là nổ luôn. Tâm một phát là nổ luôn. Ui. Nào 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 né ra né ra né ra. Cho mình đi cho mình đi. Chạy lại đây nè, chạy lại đây nè. Fortuner ấy. Sao văng ra ngoài rồi?
Mình nghĩ là đụng con xe tải nó mới văng ra ngoài chứ. Tại sao đụng con Fortuner mà cũng văng ra ngoài nữa là sao? Cái gì vậy? Bắn mình. Ôi trời ơi. Mù mắt đó các bạn. Bắn sát bên mà cũng trường nữa. Mù mắt. Đấy chưa. Mình chỉnh lại cho nó tiếng súng các bạn. Nên bây giờ mình cầm những khẩu mà MK2 bắn rất là phê nha. Đó các bạn nghe tiếng súng nó khác ghê chưa. Ồ hồi nãy mình mới thấy trực thăng mà. Trực thăng và trực thăng nè. Trực thăng nè. Nó gọi cái đèn sáng khó chịu ghê luôn á. Sủi chưa, sủi chưa. Cái đèn đâu rồi, cây đèn đâu rồi. Rồi cái đèn nó sáng nó khó chịu quá. Cái gì, cái gì mà núp anh trai. Để mình lấy khẩu MG ra mình bắn các bạn. Đó. Wow. MG MK2 luôn nè. Vô tận đạn luôn. 6.000 mấy viên thì có lời đây mà bắn của mình ha. Trời ơi. Chạy đâu mấy em. Chạy đâu mấy em. Lên xe đi quẩy thôi các bạn ơi. Ra ngoài bóng một chút xíu cho các bạn xem thôi. Chỉ yếu là ngày hôm nay mình đi review xe mà. Rồi rồi. Ơi. Ơi cái gì vậy. Trời ơi kẹt. Thấy chưa. Mình suýt lại mấy lần luôn á. Suýt lại mấy lần luôn đó mấy cảnh sát ơi. Đây các bạn. Cái khẩu súng laser này mạnh thì mạnh thiệt. Nhưng mà bắn nha. Cái tiếng nó không có đã bằng khẩu MG các bạn. Khẩu MG thì tiếng đạn thật nghe nó vẫn ok hơn. Đó. Né ra. Né ra. Ui. Ui rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nào. Bắn cái gì vậy. Bắn cái tâm nó dễ á. Nó dễ hướng lên trời lắm các bạn. Mình mà đứng cái chỗ dốc á thì nó dễ bị văng lên trời lắm. Nè, nè, xe cảnh sát, xe cảnh sát Fortuner nè. Trời ơi. Này thì xe cảnh sát. Ơ không phải xe cảnh sát. Đụng trúng sang cốc luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới cho mình test phiên bản tắc kèo hoa phiên bản cuối cùng nha các bạn. Ôi. Mình đi đâu thì đi chứ mình. Phải chưa xe đâu vậy? Mình đi đâu thì đi chứ mình vẫn quay về chỗ cũ hồi nãy đó các bạn. Cái đường hồi nãy mình xuống nè. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh ban ngày nha. Quậy ban đêm chút xíu thì đủ rồi các bạn. Bây giờ mình ban ngày đi. Trời ơi cái gì mà trái ghê vậy. Đó. Free time. Extra sunny. Trời mấy anh còn ở đó tập tại nữa. Lo chạy đi cảnh sát nó bắn lộn bây giờ nè. Bắn không có trúng em đâu mà bắn lộn sang mấy anh đó mấy anh trai. Rồi các bạn. Thấy. Đậu hai con xe ở đây luôn. Rồi chúng ta sẽ test phiên bản cuối cùng nha. Phiên bản tắc kèo hoa. Thấy các bạn. Vừa lên là bắn súng là nghe nó đã liền luôn á. Nào nổ 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 đi nổ đi. Nhanh lên đi đừng cho cảnh sát chạy. Đấy phải như vậy chứ. Cái này mà nếu như đoạn nào có một con dốc cao các bạn. Mình có thể đưa cái đầu xe lên và mình bắn máy bay được nha. Để mình chạy một vòng bờ biển mình xem như thế nào. Trời ơi xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát với mình. Xe cảnh sát ở đây với mình. Chạy xuống gần cao tốc đi quẩy các bạn ơi. Trong thành phố chán quá. Xe ít quá. Mình quên xuống cao tốc đi. Cái đoạn này để mình xem coi. Có chạy xuống cao tốc được hay là không đây. Ê, đừng. Trời ơi xem xíu nó xuống sông rồi. Teleport đi các bạn ơi. Đường cao tốc khá là xa luôn. Teleport chút xíu đi. Đó. Rồi ok. Bắt đầu quẩy nè các bạn. Quẩy nè các bạn ơi. Ê. Mình quên chứ mình phải ném cái xe container ra. Nếu không là mình dễ bị văng ra ngoài lắm các bạn. Mình dễ bị hút văng ra ngoài lắm. Xe tải với lại xe container nha. Cả xe chở rác luôn. Mình cũng phải cẩn thận. Nếu không là dễ bị hút văng ra ngoài lắm.
Nào mấy anh chạy xe container, mấy anh tự ném ra nha. Mấy anh tự ném ra nha. Ôi ơi, thôi mấy anh. Em không giỡn với mấy anh đâu. Xe cảnh sát thì bắn được bình thường các bạn ơi. Trời ơi, các bạn coi kìa. Nó đụng mà lăn vòng tròn y chang như là cái banh vậy đó. Thôi đến cái đoạn này mình thôi để mình xem các bạn ơi. Đoạn này thì con tóc nó sẽ chẻ ra hai hướng ha. Một hướng đi về oai sen cốc dăng lên đường cao tốc phía trên luôn. Một hướng thì nó sẽ đi ra ngoài bến cảng với lại sân bay. Còn một hướng thì sẽ đi về miền quê. Mình đi về miền quê đi. Ấy, xe bán cà rem nè. Xe bán cà rem trong PUBG nè. Ấy. À xe cấp, xe cấp. Mấy anh cảnh sát né ra cho em ủi xe cấp. Ôi xe cấp là mấy chục vòng luôn. Mình gặp xe cấp là mình có cảm tình lắm các bạn. Cứ gặp xe cấp ở đâu là mình muốn ủi chỗ đó vậy đó. Nè. Nè, trời ơi. Lăn mấy chục vòng luôn. Lăn mấy chục vòng luôn. Lăn mấy chục vòng luôn. Hình như là con chiến tăng phun lửa nó không có ủi mạnh như thế này các bạn. Cái mức ủi nó chỉ là trung bình thôi ha. Con này theo mình đánh giá đồ ủi nó rất là cao luôn. Nhưng mà bù lại vũ khí của nó thì không được mạnh cho lắm. Rồi. Nó bù qua đắp lại các bạn. Con nào nó cũng có một điểm mạnh và điểm yếu khác nhau hết ha. Nào. Ôi. Mình tưởng nó là lốp xe bất tử chứ. Ấy chứ lốp xe này lủng luôn rồi các bạn ơi. Lốp xe này lủng luôn rồi. Ôi các bạn coi nó quay kìa. Ôi. Cái gì mà quay như là bóng vũ vậy? Trời ơi, quay hơi bị ghê luôn các bạn. Con xe này mà mình độ lên 1000 mỗi lực không biết là như thế nào ha. Các bạn coi kìa. Nào mấy anh. Ồ ôi các bạn coi. Mấy anh cho em đạp cái bộ tối đa rồi em đuổi xuống như thế nào. Mấy anh cứ cản đường không à. Mấy anh cứ cản đường không à. Ôi ôi ôi, né ra né ra né ra. Ôi. Đừng có cản đường em. Cho em đạt tốc độ tối đa đi. Các bạn thấy hồi nãy là nó ủi con xe cảnh sát. Xe cảnh sát nó quay ghê chưa. Nó sấy y chang như là bông vụ luôn các bạn. Sấy như là bông vụ luôn. Sấy như là bông vụ luôn. Rồi mình sẽ chạy một đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc video ha. Nếu như các bạn thích mình làm về xe độc và lạ nữa thì các bạn của mình ở dưới, mình sẽ kiếm một con xe nào đó cực kỳ độc và lạ luôn. Mình sẽ review cho các bạn xem. Và đi quẩy ha. Thì cái series này mình nhớ là tập 1 mình là cách đây hình như tầm khoảng 2 tháng rồi các bạn. Tháng mấy gần 2 tháng rồi ha. Tập 1 cách nhau tầm khoảng 2 tháng mới đến tập 2. Ây da. Xong pin luôn rồi. Đấy kia con sói nó chạy qua đường. Nào ban cảnh sát. Xe con cấp đâu? Xe con cấp đâu? Mình đang muốn kiếm xe con cấp mình chơi các bạn ơi. Nhưng mà không thấy xe con cốc nè. Không thấy xe con cốc nè. Xe bán cà rem. Xe bán cà rem. Xe bán cà rem. Xong phim bà chị luôn rồi. Bà chị bán kem. À, đừng né. Đừng có né. Các bạn coi nè. Một phút trước thảm họa. Ôi. Tỉnh ghê luôn. Nguyên con xe. Rồi luôn. Anh kia đâu rồi? À. Hát ba lên hết luôn các bạn ơi. Trời ơi. Vậy mà nhảy xuống vẫn chạy bình thường mới ghê. À. Kẹt xe. Kẹt xe hả? Mình giúp thông xe cho nè. Ba mấy chục vòng luôn các bạn ơi. Bị kẹt. À. Thanh niên rớt xuống rồi. Mình tưởng nó kẹt lên xe thì mình sẽ chở đi một vòng chơi với mình chứ. Rớt xuống thì thôi. Đây các bạn ơi. Đây. Đó, đoạn này ủi đã lắm các bạn. Bởi vì đường cao tốc á, cảnh sát nó chặn mình rất là nhiều nha. Ủi đã ghê luôn á. Ủi đã ghê luôn á. Nào. Né sang một bên cho mình thể hiện. Wow. Nào, các bạn coi nè.
né đi đâu. Xe tới là cản không kịp đâu. Xong phim này rồi, mình nghĩ là xong phim rồi. Nếu như mà may mắn dữ lắm á mới thoát được. Rồi luôn, cái xe nó ủi ngay cái giò rồi. Ôi ôi, anh trai đi chắc rồi, máu các bạn coi rồi. Anh này không sao, hai này thì lên đè luôn. Trời ơi các bạn coi nè, bay mấy chục vòng luôn. Đó, bay mấy chục vòng luôn, bay mấy chục vòng luôn. Lại đây với mình, lại đây với mình, lại đây với mình. Ui, ui dồi, đừng có nổ trúng mình mà. Văng chỗ nào thì văng, đừng có văng trúng mình là được rồi. Rồi, bạn. Xong phiên con xe của mình. Đấy cái gì vậy? Nó ngụm của từ là mấy ống bô nó phun mình khói không các bạn. Đó, nè, ôi. Xong phiên mấy anh trai rồi. Xuống dưới hố mà chơi nè, xuống dưới hố mà chơi nè. Xuống dưới hố mà chơi, xuống dưới hố mà chơi. Rồi, và mình nghĩ cái video mình cũng sẽ kết thúc ở đây thôi ha. Dọc vậy đủ rồi các bạn ơi, hôm sau mình đi quẩy tiếp. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh với. Rồi, tạm biệt các bạn. Ê, cái gì vậy xe container? Ơ lộn. Xe cẩu. Mình đang chạy ngon lành mà. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.